Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện, kênh video chuyên về phụ tùng xe điện, xe ba bốn bánh và các phụ kiện linh kiện động cơ thủy lực, động cơ điện các loại. Video hôm nay em giới thiệu đến các bạn một cái bộ tời 12V 6000 lb. Bộ này nó thuộc hàng gọi là siêu phẩm, bởi vì dòng này nó khác hẳn với những cái dòng làng nhàng như kiểu là 3000, 4000 và 4500 lb, thì thằng này nó khỏe hơn rất nhiều. Cái thông số 6000 lb kia nó là một cái thông số đơn vị khác đi của cái đơn vị pound tiếng Anh, đơn vị Anh. Nó một pound của Anh thì nó bằng 0,40 mấy kg đấy, tức là nó gần bằng một nửa kg. Thì với cái bộ này thì có sức kéo là 2700 kg và sức lưng là 600 kg. Đây là những cái thông số đưa ra của nhà sản xuất. Thì sau đây em giới thiệu đến các bạn chi tiết từng cái hạng mục một. Để các bạn xem video thì nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi mới đăng video lên. Thì như đã giới thiệu ở đây thì đây là cái bộ này chạy điện áp 12V và có cái sức kéo của nó là 16000 lb, nó khoảng 2700 kg. Thì bộ này nó rất là khủng và những cái phụ kiện đi theo thì đây là bao gồm cả điều khiển từ xa. Đây là cái phần điều khiển tay. Đấy, xuống này, lên này, xuống này, lên này, tay cầm. Tay cầm, tay lắm rất là đẹp. Đấy. Đây là ba cái đầu chụp lên đầu cực kia. Ở đây người ta trang bị cho các bạn đủ dây điện rồi. Dây điện này là dây điện âm. Các bạn chạy ắc quy thì các bạn lối thẳng cái ắc quy xuống cái cực dưới này. Đây. Đấy. Còn đây là dây dương thì các bạn nối thẳng vào ắc quy. Còn ba đầu ra này thì theo ba màu này, màu vàng này, màu đỏ này. Màu vàng là cái rắc bấm này, màu vàng này, màu đỏ và màu đen thì ở trên cái đầu cực động cơ này. Nó có màu hết rồi này. Các bạn lưu ý khi lắp đặt thì nó cũng khá là dễ dàng thôi. Đây. Màu đỏ này, màu vàng này, màu đen này. Đấy, là ba cái màu da của nó. Còn phía dưới này. Đấy, thì nó là cái cực âm. Mình nối thẳng vào đây. Đấy. Cái bộ này nó sở dĩ rất là khỏe bởi vì nó có tỷ số truyền là 265/1 các bạn nhé. Tỷ truyền là 216 em nhầm. Tỷ số truyền là 216/1. Đấy, rất là khỏe. Thì nó có các những cái phụ kiện đi như là cái bộ phận dẫn hướng. Đây là dẫn hướng dây cáp. Bộ cáp này thì có đường kính cáp là 8mm và chiều dài cáp là 15m. Thì nó nguyên bản nhà sản xuất là nó như vậy. Chân đế này rất là vững chắc này. Đây là bộ đi kèm của nó, là một cái bộ móc của nó này, móc cáp. Đây là bộ này là bộ pa lăng này, các bạn có thể nâng cái sức kéo lên gấp đôi nhờ cái bộ pa lăng này. Và một bộ tời bằng tay, một bộ cáp bằng dây. Đây là ốc vít đi kèm. Đấy, thì đấy là đầy đủ những cái phụ kiện đi kèm của nó. Thì bộ này là bộ 12V, có thể sử dụng trên các cái dòng xe tải, thì xe khách hoặc là xe gì đó mà các bạn sử dụng điện 12V, điện ắc quy là được rồi, rất là tiện lợi. Và với cái sức kéo 2700 kg và sức lưng 600 kg này, gọi là 6 tạ đấy, thì nó cũng tương đối ok rồi. Đây là điều khiển từ xa này. Đấy, đấy là nó ăn với cái hộp này. Khi các bạn điều khiển là nó ăn với cái hộp này thì quãng nó khoảng 30m. Cái bộ điều khiển này, đây là cái dạng như cái cầu chì,
Đấy. Còn đây là các cái quyển hướng dẫn của nó đây. Thì các bạn cũng có thể xem qua, nó là tiếng Tàu thôi nhưng mà thì mình mở mình xem hình mình vẫn hiểu bình thường. Đấy. Những cái hướng dẫn bằng hình ảnh rất là dễ. Đây là các cái cấu tạo của nó. Đây, cấu tạo và cách lắp đặt. Đấy. Đây là tổng tôi hiện là toàn bộ nó như vậy. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Video đến đây là kết thúc. Mọi chi tiết về giá thành sản phẩm hay là thông số gì thì các bạn có thể xem thêm dưới phần mô tả sản phẩm. Kích thước của bộ này thì có chiều dài tổng thể là 422mm nhân với lại 160 và nhân với lại 222. Đấy là kích thước rộng dài và cao của nó. Trọng lượng của nó là 28kg. Đấy, thằng này thì điều khiển cả, có cả điều khiển tay và điều khiển từ xa. Cái cáp này thì nó có thể rút ra được. Đây. Đấy, rất là đơn giản. Và đây này, đấy là đây là điều khiển tay. Các bạn có thể dùng điều khiển tay hoặc điều khiển từ xa thì tùy. Nếu như mình có điều khiển từ xa rồi thì cũng ít khi dùng đến điều khiển tay. Đây. Điều khiển từ xa. Đây là trường hợp mà dự phòng thôi. Ngoài ra các bạn có thể sử dụng cái tời này vào trong nhiều mục đích khác. Ở trên xe tải hay là xe khách các bạn có thể làm cái bửng lưng. Đấy, nó rất là khỏe. Thì do mình tùy biến thôi. Khi mình kéo tải qua một thiết bị khác thì nó sẽ khỏe lên rất nhiều. Ví dụ như các bạn kéo trực tiếp thì nó là lưng bổng được 6 tạ. Nhưng khi các bạn móc cáp vòng qua cái này thì về nguyên lý tính toán ấy, thì khi các bạn vòng cáp qua một lần thì sức kéo nó sẽ tăng lên gấp đôi, tốc độ nó sẽ giảm một lửa nhưng sức kéo nó sẽ tăng lên gấp đôi, các bạn có thể kéo lên được 1 tấn. Đấy là về nguyên lý là như thế. Còn quá trình thiết kế thì nó còn liên quan đến kết cấu của các bạn, nó có trơn tru êm ái hay là nó bó cứng gì đấy thì cái tải trọng của nó sẽ không đạt được. Thì kia đấy các bạn khi thiết kế thì các bạn tính toán mua cho nó phù hợp với cái yêu cầu của mình. Cảm ơn các bạn đã xem video và các bạn nhớ đăng ký kênh để bật chuông thông báo rồi nhận được những cái thông báo khi có video mới đăng ra. Video sau thì em xin giới thiệu đến các bạn một cái loại nữa là loại 9.000 lb và loại 12.000 lb là hai loại to nhất hiện có bên em. Còn đây là loại 6.000 các bạn nhé. Loại 6.000 này em nghĩ là cũng dùng tương đối được nhiều việc rồi đấy.